Bây giờ trên toàn cầu, ai cũng nói về khí công, đúng là một thứ mốt thời đại. Nhưng bên trong khí công cũng có nhiều loại khác nhau như có thật, có giả, có chánh, có tà. Nếu gặp tà thì quý vị có thể bị điên loạn, điên đến độ bác sĩ tâm thần cũng bó tay không thể chữa trị. Đừng lầm rằng ai học khí công cũng là kẻ chính phái. Ai học khí công vì muốn kiếm tiền, muốn phát tài thì đều là tà. Họ chẳng khác gì những kẻ thấy lợi thì tối mắt lại. Chữ khí công, chỉ cái tên và ngoài thật tại của nó đã là không phù hợp rồi. Vì khí thì chẳng có tri giác, nên căn bản nó vốn không thể có công. Nên phải nói là thần công, quỷ công, ma công hay yêu công mới đúng. Thần công, thần nhi minh chi, tồn hồ kỳ nhân, nghĩa là sự linh thông và sáng suốt, được chân lý thì kết tụ nơi con người. Câu này trích trong Hệ Từ Thượng Truyện. Dùng sức mạnh do giữ vững một chính niệm để khiến thần chế ngự cái khí thì đó gọi là khí công. Thần công cũng do dụng công ở tâm ý, song vì chưa đạt tới cảnh giới biến hóa cứu cánh nên môn này vẫn còn dính mắc vào hình tướng. Thần công là do có vị thần bên ngoài tới chi phối cái khí này, không phải dùng khí lực chi phối tinh thần. Vì thần công thì văn giả, nên khi vị thần tới nhập, người ấy không có nhảy nhót múa máy hay rung bay bẫy gì hết. Quỷ công thì khác, khi quỷ tới nhập thì người ấy sẽ nhảy nhót múa máy, hớt hải run rẩy cầm cập, cười khóc bất định. Đây là một trong năm pháp điều động tụ quỷ. Pháp này phóng tụ quỷ vào thân người ta, gọi là phi tinh phú nhân, khiến kẻ ấy tạp loạn, ăn nói bậy bạ. Đó là do tụ quỷ vốn chẳng có tánh an định và định lực. Ma công và yêu công thì không để ý gì tới đạo lý, chúng kiêu mạn hại người và chuyên môn làm việc dâm dục, tất cả đều là một số biểu hiện của loài yêu ma quỷ quái. Những loại khí công ngày nay đều có thứ tà khí. Mới đầu nó đáng lẽ là thứ chánh khí, vì nó là một thứ công phu thiền định, lấy thiền duyệt làm thức ăn nên sung mãn pháp hỷ. Song giờ đây, nơi nào có khí công, nơi đó có thứ khí thật cuồng loạn. Quý vị trung lẫy bẫy, tôi cũng trung lẫy bẫy, lập cập toàn thứ tà khí, chẳng có chút định lực. Những thứ khí do vị thầy khí công phóng ra là từ tâm tán loạn, nhưng y cứ cho là tự mình đã phát công mà được linh cảm như thế. Kỳ thật y đã điên cuồng, chỉ có kẻ bệnh tâm thần mới ở đó mà run rẩy lẫy bẫy như vậy. Tôi có hai câu để phê bình khí công: người chánh hành tà pháp cũng thành chánh; người tà hành chánh pháp cũng thành tà; không chánh thì là tà, không tà tức là chánh. Răng cứng lưỡi mềm, răng rụng nhưng lưỡi chẳng rụng. Ha ha ha, 问什么的说呵。